Đó là những cái em cũng thấy là mình phải học hỏi và tập trung hơn á. Nhiều khi mình hơi bị lan man quá, đôi khi mình ôn ôm hết, giống như thầy bảo quả mít vậy đó. Thật sự là mình cũng cứ làm ra một cái sản phẩm tốt mà mình muốn ôm hết, thì cái đấy đúng là nó không phù hợp và nó không, nó sẽ lại đi chậm hơn. Mình nghĩ đi nhanh nhưng cuối cùng là nhanh lại phải từ từ. Thì thường mình phát hiện ra cái vấn đề đấy từ rất lâu rồi. Thường là mình thấy là khách hàng ấy, tức là cái học viên của mình, các chị là ra sản phẩm cũng lão khen sản phẩm của mình tốt, rất tốt, tốt thật, tốt vẫn trên bình thường. Yeah, Bởi vì chúng đúng. ta không chọn được cái thông điệp truyền thông nó chạm vào cái nhu cầu của họ, hoặc là cái nhu cầu, thậm chí là cái nhu cầu của khách hàng họ chưa hề nghĩ ra. Chẳng hạn như là cái bạn làm thuốc đấy, bạn ấy rõ ràng là khách hàng chưa hề nghĩ ra cái nhu cầu đấy. Thế nhưng mà nó truyền thông, nó nhồi vào đầu luôn là dùng cái đó nhiều thì phải uống cái này, thì rõ ràng là mọi người dùng cái đấy rất nhiều. Thế thì nó đánh vào một cái thứ như thế, mình nghĩ là nó rất là hiệu quả. Hay là như mình là giáo viên này, nói nhiều nó bị hay bị khàn tiếng. Thế thì bọn Âu Á, Á Âu nó ra cái loại thuốc tiêu khiết thanh để cho tiếng nó trong trở lại, nhưng mà uống nó chán thua. Đấy là những cái nhu cầu rất cụ thể. Ok, thôi tiếp tục. Giới thiệu nốt cái công cụ này còn rất nhiều. Google Business thì nó có, hiện nay Google quảng cáo thì có Google về Map, nó có Google tìm kiếm, có Google hiển thị, có Google khám phá, có Google Shopping, tức là Google mua sắm, Google Video. Đấy, mà thực chất Google Video chính là quảng cáo trên YouTube. Đây là những cái giải pháp mà các bạn cũng có thể phải làm để các bạn, người ta sau này người ta tìm cái từ hit point, nó sẽ phải ra web, ra page, ra thông tin. Đấy, và một cái bản hình ảnh hoặc là media video, nó chứa đựng đầy đủ thông tin để giúp cho khách hàng họ đọc nhanh, nạp nhanh và họ ra quyết định mua ngay. Đấy. Tiếp tục là email marketing. Email marketing thì thực ra trong ở Việt Nam thì hiện nay mọi người sử dụng khá là ít, thì dành cho những cái trang thương mại điện tử hoặc là các trang mạng xã hội họ sử dụng nhiều. Ví dụ mình mua hàng trên Shopee, thế là Shopee nó cứ gửi mail về, nó rất là hiệu quả. Nhưng còn chúng ta ở đây thì khách hàng của chúng ta là các end user, thì chúng ta không 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 gửi email cho họ được, chúng ta gửi đến các cái đại lý thôi. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng các chiến dịch email marketing để quảng bá về cái thương hiệu mới hoặc là thương hiệu cũ. Thương hiệu cũ là kim tan sâm nấm gì đó rất nhiều. Rồi. Đây bạn bạn Bích có đã gửi cái ảnh, kể cả cái thiết kế về lon ấy, cái thiết kế về lon thì chị có những cái thiết kế nào khác được không ạ? Tức là trong cái tư duy của tôi ấy, là tôi luôn luôn muốn là nó phải khác biệt. Nó khác biệt từ cái màu sắc, từ cái cách thiết kế, rồi từ cái sự nổi bật của nó, để làm sao mà đặt trong một cái giá kệ nó đã phải nổi bật lên rồi. Ví dụ nhá, tất nhiên là mình sẽ làm hình tròn, nhưng mà ví dụ như là ta có thể làm hình vuông được không, hay là ta có thể làm những hình nó vát vát mà cầm nó không phải tròn như thế này mà nó dạng vát 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 hình thang ấy. Đấy là ví dụ, nó có thể làm tăng chi phí sản xuất không. Hit right way khá là đẹp. Cái này thuê bên nào thiết kế bao bì đấy ạ? Cái đấy là do mình tự làm luôn thầy, Được làm tức luôn. là cái thông điệp của mình mà mình truyền tải lên cái nhãn của mình luôn, chứ không phải là mình thuê ở ngoài làm nữa. Kỹ hơn sau. Ok thầy. Cái này sẽ tại vì cũng nói một chút thêm với mọi người, không không phải là cái gì mình cũng tham gia bàn luận, nhưng mà nói thêm để mọi người yên tâm là mình 10 năm trước là mình đã từng đạt giải nhiếp ảnh quốc tế, nên là cái gu thẩm mỹ của mình rất là tốt.
chẳng qua bây giờ thì mình cũng không 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 theo nghề nhiếp ảnh, cơm áo gạo tiền nó đập vào mặt, đam mê nó cũng giảm nhiều đi. Bản thân làm mình làm Photoshop hoặc làm thiết kế rất là tốt, làm logo hay là các cái brand name cũng thiết kế cho khách hàng nhiều, gu thiết kế của mình nó cũng cũng khá là ổn. Nhìn như vậy một chút để biết rồi tiếp tục ạ. Web đúng không ạ, website thì chắc chắn là chúng ta phải có, nhưng mà cái web kim tan của ta thì ta phải viết những cái bài viết liên quan đến sản phẩm đồ uống nhiều vào, nó search nó phải ra, nó tìm từ khóa nó phải ra đấy, nước tăng lực tìm nó phải ra mình đấy, chứ mà tìm nó không ra thì làm sao mà người ta có cơ hội mua hàng được. Một ngày đẹp trời tìm nước tăng lực hay là cái gì gì đó nó ra cái trang web của mình đọc vào thấy hay quá người ta mua hàng. Cái gì mà tôi vừa nói, cái gì mà Caposuit nhỉ, nước Caposuit đấy là cái nước mà nó dành cho cái dân mà tập thể thao ấy. Carisuit nhỉ, có đúng không Thái? Carisuit Pocari Pocasuit. Cái nước đấy tôi nhìn thấy là tôi mua là bởi vì như này, tôi đi tập ở Cali ấy, mới đi tập ở Elite ấy, những cái chỗ tập 5 sao đấy thì nó bày cái đó ở trong trong tủ, nó bán. Thế thì bình thường thì mình mang đồ uống đi mình chẳng uống bao giờ đâu. Thế có hôm mình không mang đi thì mình khát quá, mình mới mua một chai uống, tập xong nó khát uống cái đấy ngon thế, về nhà tìm mua luôn. Đấy, mua ngay. Thế suy ra là gì? Cái điểm phân phối cái sản phẩm nó phải đúng đối tượng. Nó phải đúng đối tượng. Website thì tôi đề nghị là các anh chị là phải viết bài liên tục SEO những cái bài liên quan đến đến từ khóa của ngành hàng của sản phẩm đồ uống của mình, nước sâm, nước yến. Đấy, rồi thì liên quan đến nước tăng lực. Đấy, rồi kim tan, rồi thì nước giải khát, vân vân. Chúng ta tìm mạnh lên, chạy những từ khóa để người ta ra mình. Mình tìm nhà phân phối mà, mình có bán lẻ đâu. Thứ sáu là các sàn thương mại điện tử, thì các anh chị cũng có thể là kết ký hợp đồng với các nhà các cái sàn này. Chị Hậu nhé, chị có thể, hoặc là chị Bích, chị có thể là tìm cách để ký hợp đồng với các cái sàn thương mại điện tử này. Để mà mình đưa sản phẩm lên mình bán, hoặc là mình có thể thông qua những cái đại lý mình đưa lên bán cũng bán được đấy ạ. Ví dụ như hôm trước mình có mua về 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 cái đó mình mua ở trên Shopee. Lý do mình mua trên Shopee là bởi vì nó cũng rẻ và nó rất là nhanh, rất là tiện. Rồi. Cái sàn thì có cái nước đồ uống này thì lên được cả Lazada, cả Tiki, cả Shopee. Nhưng mà kênh tốt nhất thì nó cũng là kênh Shopee. Đấy. Kênh tốt nhất là kênh Shopee. Tiếp tục, đấy là chúng ta có thể làm chạy quảng cáo các cái mạng lưới hiển thị nội địa, người ta gọi là native ad. Native tức là tự nhiên ấy. Ads là quảng cáo. Như là cái hệ thống của Eclipse, FPT, Headmicro của VCCOP, hay là hệ thống Atima của VNG. Đấy là ba hệ thống quảng cáo lớn nhất tại Việt Nam, của Việt Nam luôn. Các trang báo điện tử thì mình nên có một cái ngân sách đầu tư cho các bài báo liên quan đến các cái việc PR sản phẩm, bởi vì báo chí lượt đọc nó cũng rất là cao. VnExpress một ngày bây giờ nó khoảng tầm 30 triệu lượt đọc. Đấy. Lượt đọc của họ rất là cao, và cái việc mà để biết đến sản phẩm nó khá là nhanh. Tất nhiên chi phí nó cũng đắt, một bài PR của nó cũng phải tầm 7 đến 15 triệu tùy từng mục. Đấy là thuộc dạng là rẻ rúng đấy. Thế còn nếu mà mình mà treo biển trang chủ các vị trí đẹp nó phải mấy chục. Mà tôi thì tôi phán đoán rằng là ngân sách của công ty thì cũng rất là dồi dào, nhưng không phải là quá dồi dào giống như là
các cái công ty đồ uống của nước ngoài. Ví dụ như Heineken nó ra Strongbow đúng không ạ? Các bạn biết là cái đồ uống Strongbow nó ra một thời gian ngắn nhưng mà gần như là cái độ phủ và thương hiệu nó rất là nhanh, rất là cao. Đấy. Thậm chí là nó kết hợp với cả rapper Denvo, nó ra một cái bài bài hát này chiêu phết, bây giờ đến gần 100 triệu lượt view rồi, đúng không ạ? Đấy, thì ví dụ như giới trẻ, hướng tới giới trẻ mà game thì có thể bắt tay với Denvo hoặc Zastati để làm thương hiệu cũng khá là ok. Tuy nhiên thì chi phí cũng khá là lớn. Đấy, nó liên quan đến chi phí nhiều. Hoặc là cố gắng ngồi sản xuất TikTok, cố gắng ngồi sản xuất TikTok, biết đâu đấy một ngày đẹp trời một vài cái video của ta sẽ lên trending thì sao, đúng không? Cách đây độ 2 tuần chị ông nâu chỉ vì là một con nó thất tình nó ngồi nhà nó hát nên là view nó rất là cao, đúng không? Thế thôi, YouTube thì nó lại là một cái thuật ngữ nó hơi chuyên môn, nhưng còn TikTok giờ nó chỉ cần vui, giải trí. Rồi một tháng sau chẳng ai còn biết đến chị ong nâu là ai. Đúng không? Chị bay đi đâu mà kệ. Thế thì YouTube nó bền hơn TikTok ở cái chỗ đó. Chúng ta là những người mà làm thương hiệu, làm marketing thì các bạn nên dành thời gian ra nghiên cứu. Cái việc mà các bạn lướt TikTok không phải là để chơi. Các bạn vào chơi với các bạn vào nghiên cứu nó khác nhau, cái tâm thế nó khác nhau và cách mà các bạn đón nhận các video nó khác nhau. Đó. Ok, nên là báo chí nhá, thì chúng ta cũng có thể lên kế hoạch. Và khi đã làm truyền thông báo chí ấy, hay là bất kể một cái hoạt động truyền thông nào nhá, xin thưa các anh chị Hậu ở đây này, là các anh chị lưu ý là làm chúng ta phải làm tối thiểu 6 tháng trở lên. Đấy, chúng ta phải làm dưới tối thiểu cái 6 tháng trở lên. Đó. Thì nó mới có hiệu quả. Vâng. Các bạn mà bên RC và bên Phola mình phải tích cực hơn trong các cái câu hỏi của mình. Kèm theo thì như vậy thì giáo viên cũng chủ động được để mà hướng dẫn cho các bạn nó phù hợp. Đây là cái sự tổng quát, nhưng mà các bạn làm ở chuyên ngành nào các bạn phải tập trung chuyên ngành đó và hỏi ra bã thôi nhé. Các bạn lưu ý cái đó. Không có những cái mình thấy nó kèm theo như vậy thì mình sẽ phải hỏi để nó liên quan tới cái ngành hàng của mình để đi vào nó thực tiễn nhé. Các bạn lưu ý cái đó. Đã học thì phải có hiệu quả, đừng có ngồi không rồi hết giờ thôi nên báo đọc cho nó nhanh. Các bạn phải có sự tương tác thì thầy cũng vui mà trò cũng vẻ góp lại thành vui vẻ nhé. Cảm ơn thầy nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thực ra thì các bạn mà hỏi nhiều ấy, thầy rất là thích, bởi vì hỏi thì nó sẽ trả lời được những câu hỏi của các bạn, nó đúng cái mong muốn của các bạn thì sẽ giúp được các bạn rất nhiều. Và thứ hai là nó cũng thể hiện được cái mức độ linh hoạt trong giảng dạy của mình. Mình thì khá là tự tin, nếu mà các bạn nhìn thấy phong thái của mình khá là tự tin về kiến thức, về kinh nghiệm, nên là có thể trả lời. Thực ra vừa nãy chị Hậu có hỏi là công nhân thì cần cái gì thì mình cũng có thể đưa được một vài gợi ý, nhưng mà về góc độ thận trọng thì mình sẽ không đưa ra câu trả lời. Đấy, và mình sẽ đưa cái cách tư vấn là công ty nên đi làm theo cách là nghiên cứu một chút, suy nghĩ kỹ một chút. Rồi ạ. Chúng ta sẽ sang đến phần tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là các hoạt động marketing thì sẽ phải hướng tới cho nền tảng mobile, bởi vì 95% truy cập vào tất cả các nền tảng web và mạng xã hội bây giờ đều đến từ mobile. Cho nên cách mà chúng ta thiết kế nội dung, viết nội dung hay là đăng nội dung, làm hình ảnh, làm video, nó là mục số 13 này, content marketing ấy, thì sẽ đều hướng tới việc là các bạn phải tập trung cho thiết bị mobile. Ví dụ cái ảnh, các bạn đăng cái ảnh dọc nó sẽ tốt hơn đăng cái ảnh ngang. Cái video, các bạn làm cái video dọc nó sẽ tốt hơn cái video ngang, bởi vì cái màn hình điện thoại nó là màn hình dọc, còn cái màn hình máy tính nó lại màn hình ngang. Đó. Mình có một cái cuốn sách sắp sửa xuất bản về content marketing,
bao giờ cuốn sách sẽ xuất bản mình sẽ giới thiệu cho các bạn tìm mua. Có thể những bạn mà làm content hoặc làm media thì có thể học hỏi được một vài cái kinh nghiệm nào đó phục vụ cho công việc các bạn sau này, nhưng hiện tại thì chưa có nên là mình cũng sẽ không giới thiệu. Content là cái nội dung quan trọng nhất, và công ty nên tổ chức một cái đội sản xuất content, nó giống như là cái bếp trung tâm của công ty, sản xuất hình ảnh, sản xuất video, viết bài, sau đó là mình đăng lên rất nhiều các nền tảng khác nhau, từ Facebook đến YouTube đến Zalo đến TikTok, rồi thì đến Instagram, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như đối tượng công nhân ở Việt Nam chẳng hạn, đối đồ nước uống Kim Tan chẳng hạn, thì họ sử dụng Facebook, YouTube, Zalo và TikTok rất nhiều. Đấy, bốn cái kênh đấy là đều phù hợp. Và tương tự như vậy thì kể cả trí thức thì người ta cũng sử dụng những kênh như vậy. Nhưng có điều là cái mối quan tâm về loại hình nội dung và chủ đề nội dung nó khác nhau thôi, đúng không? Ví dụ như TikTok, chắc chắn là tôi thì nói thật với anh chị là tôi không bao giờ vào xem. Thứ nhất là tuổi bây giờ cũng chưa già, nhưng mà xem mấy cái đấy nó nhảm nhí quá, không nuốt trôi được. Đấy, thế nhưng mà kênh thì vẫn có, nhưng mà nội dung khác trên YouTube thì mình vẫn xem, đúng không ạ? Kênh thực chất là chúng ta quanh đi quanh lại cũng chừng đó kênh, chừng đó nền tảng. Nhưng mà với mỗi nhóm khách hàng thì chúng ta sẽ có những định dạng nội dung, chủ đề nội dung và cái hình thức thể hiện nội dung nó tốt hơn, đúng không ạ? Tất nhiên thầy cũng vẫn thích chị ong nâu, và em công nhân nào đấy, anh công nhân nào đấy cũng thích chị ong nâu. Thế nhưng mà có những cái nội dung mà tự dưng có mấy em múa may quay cuồng mà được có triệu view thì thầy không hiểu được. Đấy, rõ ràng là thầy sẽ không nuốt trôi được cái loại đấy. Thế thì nếu mà bán cái nước mà cao cấp dành cho dân văn phòng thì content nó phải khác, đúng không ạ? Nhưng mà công nhân thì cái hài hài vui vui nhảm nhí, thậm chí là ra hẳn một kênh YouTube nói về đời sống của những người anh em áo xanh, kênh là những người anh em áo xanh nay đi chợ về mua múa rau muống, nhặt ra một nửa xào, một nửa nấu, một nửa kho, một nửa làm gì đấy, làm một bữa thịnh soạn toàn rau muống thôi, làm cái mâm chụp ảnh lên có khi view lại triệu view ngay, đúng không? Vì nó chỉ cần vui vui như thế thôi mà. Và sau đó thì mình để cái nước Kim Tan của mình ngay trong cái bức ảnh đấy, đúng không? Có phải Coca-Cola nó vẫn làm content như thế không ạ? Đấy, mình đưa sản phẩm của mình vào tất cả những cái hoạt động, những cái đời thường nhất, thì dần đó chính là cách mà chúng ta làm thương hiệu, đó chính là cách mà chúng ta phủ, đúng không ạ? Vì vậy là công ty sẽ cần phải có một nhóm sản xuất content marketing bao gồm hình ảnh, video, rồi bài viết, rồi web, rồi thậm chí là những cái trò chơi. Rồi thì phải có đội nó vẽ ảnh chế. Có những bạn mà vẽ được ảnh chế dạng comic ấy, mọi người có hiểu không ạ? Comic tức là những cái dạng hoạt hình ấy. Thì những cái ảnh đấy nó mới có lượt chia sẻ nhiều, mới có lượt dùng đi dùng lại nhiều. Chứ còn bây giờ mà cứ một cái poster của mình, một em xinh xinh cầm cái lon Kim Tan, xin thưa là không đứa nào nó share cả,